Mời quý vị theo dõi bản tin nông thôn ngày mới. Thưa quý vị, sản phẩm ô cốp xây dựng thành công nhưng còn thiếu sức cạnh tranh trên thị trường. Đó chính là thực tế của một hợp tác xã chè tại Hà Nội cũng như nhiều đơn vị khác. Đâu sẽ là nguyên nhân và giải pháp cho vấn đề này? Câu chuyện này sẽ được bàn luận trong đặc sản ô cốp ngày hôm nay. Tuy nhiên thì trước tiên xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết. Thưa quý vị, từ đầu mùa khô năm nay thì đồng bằng sông Cửu Long đã xảy ra hai đợt xâm nhập mặn tăng cao và những đợt xâm nhập mặn này ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và đời sống sản xuất của nông nghiệp người dân. Với mức cao hơn trung bình nhiều năm, hơn 29.260 ha lúa và 43.300 ha vườn cây ăn trái của người dân đang có nguy cơ bị ảnh hưởng do hạn mặn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino từ đầu năm 2024 đến nay, ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long hầu như không mưa, hụt chuẩn 60-95%. Ngày nắng kéo dài, nắng nóng làm cho một lượng lớn nước mặt tích trữ ở các ruộng, kênh, hồ bị bốc hơi. Đồng thời, nguồn nước từ thượng nguồn sông Mekong ở đồng bằng sông Cửu Long ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm, kết hợp với thời kỳ chiều cường là nguyên nhân chính gây ra tình trạng khô hạn xâm nhập mặn tại đây. Từ nay cho đến cuối mùa hạn mặn 2024, lượng dòng chảy từ thượng nguồn sông Mekong về đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục thiếu hụt so với trung bình nhiều năm. Tình trạng nắng nóng vẫn còn tiếp diễn, do đó ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ còn khoảng vài đợt xâm nhập mặn tăng cao từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 4, từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 4, từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 5. Khả năng đợt xâm nhập mặn tăng cao vào thời kỳ từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 4 với danh mặn từ 4 gram trên 1 lít tại các cửa sông ở mức cao hơn trung bình nhiều năm và cao hơn năm 2023. Để đối phó với hạn xâm nhập mặn, nông dân và chính quyền của địa phương đang triển khai đồng bộ các giải pháp thủy lợi để phòng chống hạn hán, thiếu nước xâm nhập mặn, đảm bảo được nhiệm vụ cung cấp đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, phòng và chống cháy rừng và dân sinh mùa khô năm 2024, giúp cho người nông dân giảm thiểu được ảnh hưởng, an tâm sản xuất. Các hoạt động hóa vàng, dâng lễ, thắp hương tại các đền chùa, các điểm văn hóa tâm linh là những hoạt động tiềm ẩn những nguy cơ cháy nổ rất cao. Để hạn chế mức thấp nhất các vụ cháy nổ xảy ra ở những địa điểm này, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn ban quản lý các di tích, các đền chùa và người dân đi lễ thực hiện nghiêm các quy định an toàn về cháy nổ. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, người dân cần nâng cao ý thức phòng ngừa, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về an toàn cháy nổ. Ban quản lý, người phụ trách cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo cần chú ý tăng cường tuyên truyền, nâng cao kiến thức phòng cháy chữa cháy cho những người làm việc phục vụ tại chỗ cũng như khách tham quan du lịch, ban hành các quy định nội quy về phòng cháy chữa cháy, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện, điện chiếu sáng, dây dẫn điện, tăng cường công tác thường trực trong thời điểm khách đến thực hiện và các nghi lễ tâm linh sau khi kết thúc công việc trong ngày. Phải có khu vực bảo quản để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với hương, nến, vàng mã, sắp xếp vật tư, dọn dẹp vệ sinh gọn gàng, chú ý tại các nơi đun nấu, nơi phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt, nhắc nhở bà con nhân dân hạn chế đốt vàng mã, thắp hương trong khuôn viên, đền, chùa, nhất là trong các khu vực thờ cúng, nội cung. Chủ động trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy, đồng thời phải thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy chữa cháy, đảm bảo hoạt động tốt khi có cháy xảy ra như nước, xô, bình chữa cháy, xách tay, các loại. Tổ chức tập huấn cho các lực lượng chữa cháy tại chỗ về thao tác sử dụng bình chữa cháy, các điều kiện thoát nạn. Khi xảy ra cháy, cần phải báo ngay cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp qua số điện thoại 114 hoặc là báo cho chính quyền sở tại để được hỗ trợ. Theo thông tin ghi nhận từ Hệ thống Giám sát Bệnh truyền nhiễm Quốc gia từ đầu năm 2024 đến nay, cả nước ghi nhận rải rác gần 70 trường hợp mắc bệnh ho gà, chủ yếu là tại một số các tỉnh thành khu vực miền Bắc như Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình. Điều này cho thấy nguy cơ quay trở lại của bệnh ho gà, Bộ Y tế đang đưa ra những cảnh báo. Theo các chuyên gia, ho gà là một bệnh nhiễm khuẩn cấp tính đường hô hấp thường xảy ra ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Trẻ chưa được tiêm vaccine phòng bệnh ho gà đầy đủ thì có nguy cơ cao bị nhiễm bệnh. Đáng lưu ý là ho gà nếu như không được điều trị kịp thời có thể gây ra biến chứng viêm phổi dẫn đến tử vong. Nếu không có những biện pháp phòng bệnh ho gà ngay từ gia đình và cộng đồng thì dịch bệnh sẽ quay trở lại. Nếu bệnh ho gà không được điều trị kịp thời thì có thể gây ra biến chứng dẫn đến tử vong. Để phòng ngừa căn bệnh này, thói quen rửa tay thường xuyên và tránh tiếp xúc với người bệnh là cách hiệu quả giảm nguy cơ lây nhiễm.
Người bệnh ho gà cần phải giữ khoảng cách và tránh tiếp xúc với người khác để ngăn chặn sự lan truyền của vi khuẩn. Tiêm vaccine phòng ho gà là biện pháp hiệu quả nhất để tạo nên miễn dịch, giảm nguy cơ nhiễm bệnh và giảm độ nặng của triệu chứng. Thưa quý vị, tại Hà Nội, thương hiệu chè Ba Trại là thương hiệu đã được có vị thế trên thị trường. Và ngày nay thì nhắc tới sản phẩm chè của Hà Nội thì thường là người tiêu dùng cũng sẽ nghĩ ngay tới Ba Trại. Tuy nhiên thì ít ai biết rằng ở thủ đô cũng có một vùng chè từng rất nổi danh, thậm chí là đã xuất khẩu sang Đông Âu, đó chính là chè Long Phú. Vâng, thời điểm mà chè Long Phú nổi danh thì cũng đã khá lâu, đó là khoảng những năm 80. Đó là giai đoạn mà công ty chè Long Phú đang hoạt động sôi động, đưa sản phẩm chè đen xuất khẩu Đông Âu. Và người dân ở thôn Long Phú, xã Hòa Thạc của huyện Quốc Oai nhờ cây chè mà đã có một đời sống kinh tế ổn định. Tuy nhiên thì tới đầu những năm 2000, sau khi mà thị trường xuất khẩu ngừng thu mua, thì chè Long Phú cũng đã mất dần đi thị phần. Điều này không chỉ làm mất đi thương hiệu chè của Hà Nội mà còn ảnh hưởng tới đời sống của người dân thôn Long Phú. Năm 2008, thôn Long Phú có 700 hộ dân, thì có tới 72 hộ nghèo và 154 hộ cận nghèo. Thu nhập bình quân chỉ đạt 16 triệu đồng một người một năm. Trước thực tế này, năm 2021, Hợp tác xã chè Long Phú đã ra đời nhằm khôi phục, giữ gìn và phát triển thương hiệu chè Long Phú. Và cũng từ đây thì một cuộc cải tổ từ giống chè tới quy trình sản xuất đã được thực hiện. Cho tới giờ thì diện tích chè Long Phú đã được nhân rộng và sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao. Tuy vậy, việc xây dựng thương hiệu OCOP 3 sao vẫn chưa thực sự hiệu quả khi mà đầu ra của người trồng chè thì còn gặp nhiều khó khăn. Chè Long Phú chủ yếu vẫn bán với lượng lớn là sản phẩm nguyên liệu chứ chưa định vị được thương hiệu sản phẩm chế biến. Và đâu là lời giải cho khó khăn này? Câu chuyện đó sẽ được bàn luận với vị khách mời quen thuộc của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Đó chính là nhà báo Trịnh Bá Ninh, nguyên phó tổng biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam. Xin được cảm ơn nhà báo đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Vâng, và trước hết để hiểu hơn về chặng đường xây dựng thương hiệu OCOP cho chè Long Phú, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Đây là diện tích chè trồng cải tạo của gia đình ông Bùi Văn Thọ tại thôn Long Phú, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Từ năm 2012, theo sự vận động của Hợp tác xã chè Long Phú, ông Thọ là hộ tiên phong quyết tâm trồng mới diện tích chè, sản xuất theo Việt Gáp để xây dựng thương hiệu OCOP cho chè Long Phú. Là cũng nhờ các nhà khoa học với chúng tôi đã ngoại giao với trên viện giống cây trồng đấy, nói chuyện với bà con là bây giờ nếu như mình mà không thay đổi, thì nếu như mình để cái chè đen mà cứ con như thế này sản xuất thì sau này là không thể bán ra thị trường được. Thì bà con thì nhất trí phấn khởi làm. Trong hợp tác xã chúng tôi có huy động các thành viên của hợp tác xã và trong đó là đặc biệt là cái đội ngũ cán bộ, các cổ đông đóng góp vấn đề là gọi là đóng góp cổ đông vào để xây dựng một cái nguồn quỹ để làm cái thương hiệu chè Long Phú Quốc Oai. Áp dụng các cái mô hình khoa học kỹ thuật vào để chúng ta phát triển cái chất lượng của cái chè lên để tăng cái thu nhập cho bà con. Diện tích chè trồng từ năm 1988 đã già cỗi, năng suất chất lượng kém. Hợp tác xã chè Long Phú đã vận động các thành viên trồng cải tạo giống chè mới như Phúc Tân Viên PH8. Bà con phần vân lý do là bây giờ chè đang thu như thế này, mà bây giờ là phá bỏ để trồng chè mới. Thì chúng tôi cũng phân tích cho bà con, tức là cũng nhờ các nhà khoa học với chúng tôi đã ngoại giao với trên viện giống cây trồng đấy, sáu tỉnh phía Bắc ở Phú Hộ, mà lúc ý là chính là giám đốc, đồng chí Quý cũng mời cả đồng chí về đây để tập huấn cho bà con, với giải thích cho bà con là cái giống chè này là cái chất lượng nó xanh, uống chè nó thơm, cái năng suất giá trị kinh tế là nó cao, đấy, giá trị là cái chè tươi này, kể cả mình bán chè tươi hay xào sấy là nó cũng cao. Từ diện tích trồng thử nghiệm, sau 3 năm cho kết quả tốt, diện tích chè của Hợp tác xã Long Phú đã đạt 40 ha với sản lượng 400 tấn một năm. Nhờ quy trình sản xuất sạch và chất lượng tốt, năm 2015, chè Long Phú được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Cây chè trở lại vị trí là cây phát triển kinh tế của địa phương. Vì cái này là cái thứ nhất là do cái một số bà con người ta rất thiết thực về thấy làm cái nông nghiệp này. Đấy. Là cây tre nó cho sản xuất kinh tế là cũng cao chứ không phải là bình thường. Nếu như các cái hộ mà người ta chịu qua ngoại giao quan hệ đấy thì đặt là một năm này nếu như mà 1 hectare mà
tự gia đình mà xào sới mà bán đâu ra là kinh tế là bảo đảm được. Nó lúc khoảng trên dưới 200 triệu. Tự hào thì giữ được cái thương hiệu chè Long Phú Quốc Oai. Thì mình cũng tìm mọi nguồn, mọi cách hỗ trợ về cái thứ nhất là về cái kỹ thuật chăm sóc và chế biến để chúng ta để cho bà con vấn đề là có những cái định hướng cho bà con đưa cái sản phẩm của mình ra vấn đề thị trường mà nâng cao được cái thu nhập vấn đề cho bà con ở trong địa bàn. Tuy vậy, cho tới giờ, các sản phẩm chè của Long Phú chủ yếu vẫn chỉ được chế biến bán thủ công, chưa có dây chuyền chế biến hiện đại, sản phẩm chè xanh vẫn chưa có thị trường ổn định. Hướng tới về tương lai tiếp theo thì đối với Ủy ban dân xã thì tiếp tục là động viên bà con là nâng cao cái chất lượng sản phẩm về mẫu mã và đặc biệt là để giữ vững được danh hiệu và cố gắng là nâng hạng nâng sao. Sau 10 năm khôi phục và từng bước phát triển, chè Long Phú dần có được sức cạnh tranh tại thị trường nội địa. Tuy nhiên, đẩy mạnh công nghệ chế biến, tìm kiếm thị trường vẫn là bài toán khó với hợp tác xã và người dân Long Phú. Vâng, có thể nói là hành trình hồi sinh thương hiệu chè Long Phú là một hành trình đầy gian nan nhưng mà cũng rất đáng tự hào của người dân nơi đây khi mà họ có thể vực dậy từ một vùng chè tưởng chừng như là đã bị lãng quên sau biến cố. Sau 6 năm thì họ đã chuyển mình xây dựng lại từ quy trình sản xuất, kêu gọi người dân thành lập hợp tác xã, tạo ra những sản phẩm chất lượng đạt chứng nhận OCOP như hiện nay. Vâng, tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải nhìn vào thực tế là thương hiệu của chè Long Phú vẫn chưa thực sự được phổ biến trên thị trường và công nghệ sản xuất, chế biến chưa hiện đại, đủ sức cạnh tranh với nhiều thương hiệu chè trên thị trường hiện nay. Và điều đặt ra bài toán cho hợp tác xã Long Phú là làm sao để phát triển thị trường cho sản phẩm OCOP và nhìn ra bức tranh toàn cảnh của các nông sản Việt hiện nay khi cũng có chung những vấn đề tương tự. Vậy cần có những chính sách hỗ trợ như thế nào để từ lực lượng chức năng để giúp cho các chủ thể không đơn độc trên hành trình xây dựng thương hiệu. Và ngay bây giờ thì hãy cùng chúng tôi gặp lại nhà báo Trịnh Bá Ninh để xem thêm nhà báo có những phân tích như thế nào để rõ hơn về câu chuyện này ạ. Vâng, thưa nhà báo Trịnh Bá Ninh, là qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy được là những người dân tại vùng chè Long Phú này cũng đã tạo ra một cuộc cách mạng cho cây chè khi mà đưa thương hiệu chè Long Phú vang danh trở lại và đạt danh hiệu là OCOP 3 sao. Và nhà báo Trịnh Bá Ninh thì đánh giá như thế nào về lựa chọn xây dựng thương hiệu OCOP để có thể khôi phục lại thương hiệu chè của bà con Long Phú, huyện Quốc Oai, Hà Nội ạ? Tức là một cái vùng chè mà sau khi nó bị đình trệ lại xong rồi bắt đầu khôi phục lại. Đấy là một việc rất khó, đấy là chúng ta phải nhìn nhận nó, vấn đề nó như thế. Có OCOP hay không OCOP thì việc đấy cũng khó. Vì sao vậy? Vì cái chè nó không phải là cái sản, nó không phải là cái loại thực phẩm thiết yếu trong đời sống, nhất là hiện nay chè của nó cạnh tranh với rất nhiều loại chè đấy, nhất là ở cái vùng Hà Nội mình hiện nay thì rất nhiều cái nghề người ta có thể kiếm ra tiền tốt hơn để khôi phục vùng chè, bởi vì một cái tinh thần tự chủ của những người dân đây, họ quyết tâm gây dựng, nghĩa là gì, trong người họ cái việc vùng đất này nó có thể vẫn thích hợp với cây chè đấy được thôi. Nếu mà nhìn rộng ra toàn bộ chè thì chị hình dung nhé, với những vùng bán sơn địa không cây nào có thể sức sống bằng cây chè, trải qua rất nhiều thăng trầm của thị trường, trải qua rất nhiều biến cố thời tiết nhưng chưa bao giờ chè bị chặt phá đi hàng loạt cả, nó khác hoàn toàn các cây khác. Và chị có thể thấy bất cứ cây gì cũng có lúc thì lên, có lúc thì xuống, có lúc lại lên thăng trầm. Riêng cây chè tôi đã nhìn nhận rồi, các vùng bán sơn địa và vùng trung du chưa bao giờ kể lúc khó khăn nhất. Thế thì bây giờ lại phải đi tìm một cái hướng đi để làm sao mà sản phẩm của mình thích ứng với thị trường của cái năm tháng hiện đại này, thì đấy là một cái vấn đề mà nó đặt lên vai của những người lãnh đạo ở hợp tác xã chè Long Phú thôi. Vâng, chúng ta thấy rõ ràng có một thực tế là dù đã đạt được chứng nhận OCOP 3 sao nhiều năm rồi, thế nhưng mà thương hiệu chè Long Phú thì vẫn còn khá yếu thế trên thị trường so với các loại chè khác. Vậy thì nhà báo Trịnh Bá Ninh có thể giải thích tại sao? Trước đây người ta tính cái vùng để chè đen thì nó phải tính Phú Thọ, Tuyên Quang. Cái vùng chè xanh người ta phải tính Thái Nguyên. Chứ Hà Nội tất nhiên lúc đó là Hà Tây, tức cái giai đoạn những năm mà xuất khẩu châu Âu thì nó thuộc về Hà Tây. Thế sau này công ty chè Long Phú thì nó thành lập lên thì nó lại rơi vào tình huống là cũng lấy chè đấy để làm nguyên liệu thôi, chứ không phải sản phẩm cuối cùng, làm nguyên liệu cho các nhà máy. Và vì thế anh là người sản phẩm trung gian thì anh không đầu tư mạnh cho vấn đề giống, cho vấn đề công nghệ. Thế vài năm trở lại đây khi anh xây dựng sản phẩm OCOP lên thì anh bắt đầu đầu tư cho giống. Tất nhiên đầu tư giống là một phương án bắt buộc sẽ phải làm thôi. Bắt buộc phải làm, bởi vì muốn nâng cao chất lượng thì chất lượng giống phải đi đầu, xong đó mới đến cái quy trình
công nghiệp chế biến. Bên cạnh những cái điều mà hợp tác xã Long Phú đã làm được trong cái thời gian vừa qua thì họ cũng vẫn đang phải đối mặt với rất là nhiều những cái khó khăn, ví dụ như là việc tìm đầu ra cho sản phẩm này, hay là cái việc định vị cái thị trường của mình. Vì mà phần lớn thì hiện nay là hợp tác xã rõ ràng là cũng đang chỉ mới là sản xuất chè nguyên liệu thôi. Còn cái mặt khác, ví dụ như là để có thể nâng cao được chất lượng sản phẩm này thì cần phải có nguồn lực kinh tế lớn mạnh để có thể đầu tư vào công nghệ này, vào nhà xưởng này. Vậy theo nhà báo thì cái vấn đề cốt lõi lúc này thì hợp tác xã Long Phú cần phải làm điều gì ạ? Tôi nghĩ cốt lõi lúc này bây giờ đánh giá lại xem là cái đồi chè của mình cái chất lượng như thế nào. Xong cái quy trình kỹ thuật của mình có thể đạt được, nếu chất lượng của chè búp xanh để mang nguyên liệu có thể tương đương những cái vùng như Phú Thọ, như Thái Nguyên, thì bắt đầu tính đến vấn đề công nghệ. Tính vấn đề công nghệ thì đồng thời với công nghệ thì lại phải tính đến vấn đề marketing. Cái này thì phần marketing thì quan trọng. Vậy thì tôi nghĩ này, với một cái vùng mà mình không nhiều thế mạnh lắm, không phải là sở trường lắm về chè, thì thua thắc đọ với Thái Nguyên, đọ Phú Thọ, đọ Tuyên Quang, đọ với Suối Giàng các thứ, thì hoặc là Hà Giang, làm sao mình đọ được, đúng không? Phổ Nhĩ rồi Ô Long rồi. Tôi vẫn trông đợi các bạn trẻ, các bạn sẽ có cách, các bạn tìm cách làm sao đấy, các bạn sẽ tạo ra một dòng sản phẩm mà chỉ ở đấy làm được. Thế thôi. Bởi vì lượng thực ra một hợp tác xã này chắc khoảng 50-60 hectare chè. Nếu các bạn tập trung cái quy trình kỹ thuật thì để hợp tác xã làm thật tốt đi. Còn cái vấn đề marketing và vấn đề công nghệ thì phải đợi các bạn trẻ. Các bạn ấy sẽ tìm được cách. Vâng, nếu mà chúng ta nhìn rộng ra bức tranh nông nghiệp của Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là không chỉ có thương hiệu chè Long Phú đâu, mà tôi thấy rằng là cũng có nhiều sản phẩm, nhiều các cái hợp tác xã cũng đang gặp những cái hoàn cảnh tương tự như chè Long Phú. Vậy thì từ góc độ của nhà báo và các cơ quan chức năng thì cũng như là chương trình OCOP, nên chăng là cần có cái sự hỗ trợ sâu sát đến các chủ thể như thế nào để có thể đồng hành cùng với họ, cũng như là từng bước xây dựng được một thương hiệu mạnh và đủ nguồn lực để phát triển ạ? Bây giờ thì tôi nghĩ thế này, với các sản phẩm OCOP thì những họ định vị được họ là sản phẩm OCOP rồi này, họ có thể đưa vào các siêu thị vân vân này, nhưng bây giờ phải đi tìm một sự khác biệt, có thể họ gọi là cải biến một cái gì khác từ nhãn hiệu này, từ bao bì này, từ hệ thống phân phối này. Ở đấy nó thực ra nó rất là kỳ công, nó là phải có một cái yếu tố liên tục từ chất lượng sản phẩm này đến gọi là tính kiên nhẫn này, đến hệ thống này, cho đến tính gọi là chấp nhận các rủi ro để có thể chúng ta bay ra khỏi vùng an toàn chúng ta để đi ra một cái vùng khác. Nhà nước phải chọn ra những sản phẩm nào, ví dụ như tỉnh A, tỉnh B, tỉnh C quyết định những sản phẩm này sẽ là sản phẩm then chốt, một trong sản phẩm then chốt sau này, thì hãy cho họ một cái nguồn vùng, tức là tôi bảo hiểm cho ông ở cái vùng ông hoàn toàn an toàn. Nếu ông đi ra khỏi vùng đó mà ông bị sứt mẻ gì, tỉnh trợ giúp. 5 năm sau, 3 năm sau đánh giá tình hình không thể được thì một anh cải tiến, hai tôi chọn sản phẩm khác. Lúc đó đấy là một cái quá trình sàng lọc để chọn ra một cái gì ưu thế nhất cho một vùng đất. Ở đấy là điều chắc chắn thôi. Từ tập tính sinh hoạt này, rồi làm ăn, rồi chuỗi giá trị này, chất lượng sản phẩm này và nguồn lực, nó phải thống nhất. Và bản thân tất cả chúng ta, những người kinh doanh, những người làm chương trình, ta cũng phải buộc phải vận động đi về hướng tích cực, nhưng mà cứ yên tâm đi, nó phải kiên nhẫn thôi, chả cách nào đâu. Dạ vâng, đúng là như vậy thưa quý vị. Để có thể phát triển một sản phẩm OCOP mang tính bền vững trên thị trường thì bên cạnh việc là nâng cao các giá trị cốt lõi của sản phẩm thì việc gia tăng mức độ nhận diện, xúc tiến thương mại là việc hết sức cần thiết, giúp gia tăng về sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường đó. Và một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn nhà báo Trịnh Bá Ninh đã đến trường quay tham dự chương trình ngày hôm nay và chia sẻ những câu chuyện thú vị. Và trong phần tiếp theo của chương trình thì xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi đến với Lâm Đồng để xem những người dân nơi đây đang phát triển du lịch làng nghề như thế nào qua tiểu mục Chuyện làng chuyện nước. Thưa quý vị, những năm gần đây du lịch làng nghề được đánh giá là tiềm năng không chỉ cho ngành du lịch mà cho cả sự phát triển của các làng nghề truyền thống hiện nay. Tham quan làng nghề truyền thống, trải nghiệm, tìm hiểu cách làm nên các sản phẩm, khám phá đời sống của cư dân làng nghề là một trong những xu hướng du lịch được nhiều du khách lựa chọn. Trong đó thì phải kể đến Lâm Đồng, được ví như là thiên đường du lịch với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu mát mẻ quanh năm. Nổi bật bên cạnh đó là các điểm du lịch nổi tiếng, du lịch làng nghề đang dần khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch của tỉnh. Và là một người đam mê du lịch thì không biết là MC Thanh Huyền có hay đi chơi không ở Lâm Đồng hay không, và đã bao giờ đến một cái làng nghề nào ở Lâm Đồng chưa ạ? Vâng, rất may mắn là tôi cũng đã từng được đặt chân đến Lâm Đồng và cũng trải nghiệm một vài cái du lịch ở đây. Và tôi ấn tượng với ở đây nhất chính là những cái làng nghề trồng hoa. Có thể nói đây chính là những cái khu địa đàng của nơi đây, với đa dạng các loài hoa rực rỡ. Với những người yêu hoa thì chắc chắn là không thể bỏ qua khi mà góc nào cũng có thể cho ra những album ảnh đẹp. Và không chỉ như vậy, khách du lịch còn được trải nghiệm quy trình sản xuất, đặc biệt là tìm hiểu về văn hóa làng nghề lâu đời của người dân địa phương. Và xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi ghé thăm những làng nghề độc đáo tại Lâm Đồng qua phóng sự ngay sau đây.
Lâm Đồng được ví như thiên đường du lịch với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu mát mẻ quanh năm. Nổi bật bên cạnh các điểm du lịch nổi tiếng, du lịch làng nghề đang dần khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch của tỉnh. Nổi tiếng nhất phải kể đến các làng hoa Đà Lạt với vị trí thuận lợi cùng sự đầu tư bài bản. Các làng hoa đã trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách. Du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ rực rỡ của các loài hoa mà còn được trải nghiệm quy trình sản xuất, tìm hiểu về văn hóa trồng hoa của người dân địa phương. Thực sự mình rất là ấn tượng với không gian ở trong này và mình cũng đang mở quán cà phê ở Bắc Linh, mình người ở Bắc Linh và rất mong muốn là một ngày nào đó mình được sẽ đưa được cái không gian và đặc biệt những cái khung cảnh rất ấn tượng này về Bắc Linh để mình cũng mong ước là sẽ được mở một quán cà phê đẹp như vậy. Với mình thì với một sự phát triển chung của thành phố và đặc biệt đối với các làng nghề thì cái mình quan tâm nhất đó là cái việc nâng cao đời sống của người nông dân của thành phố mình cũng như là các làng nghề ở thành phố. Bên cạnh làng hoa Đà Lạt, Lâm Đồng còn sở hữu hệ thống du lịch làng nghề đa dạng, phong phú. Mỗi làng nghề mang một nét đẹp riêng biệt, gắn liền với bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số. Đan gùi, dệt thổ cẩm, làm rượu cần không chỉ là những ngành nghề mang lại thu nhập mà còn góp phần phát triển du lịch bản địa. Mỗi người dân nơi đây không chỉ là những nghệ nhân tài hoa mà còn là những người hướng dẫn viên du lịch nhiệt tình. Họ giới thiệu cho du khách về văn hóa bản địa, quy trình sản xuất thủ công và những sản phẩm đặc sắc, góp phần tạo nên trải nghiệm du lịch chân thực và đáng nhớ. Muốn tạo công ăn việc làm cho đoàn viên thanh niên á. Và thứ hai là mình muốn giữ lại cái bản sắc dân tộc của mình từ xưa tới giờ ông cha để lại. Cái khung cửa này thì cái hoa văn nó mỗi cái dân tộc nó có hoa văn cái đặc trưng riêng. Bên này cũng có hai khung dệt, một khung dệt ngồi và đây là khung dệt đứng. Thì khung dệt ngồi thì cái diện tích mình dệt nó sẽ dài và nó rất rộng hơn. Còn cái đứng này thì mình sẽ dệt tầm nhỏ gọn như này. Có thể khẳng định, việc phát triển du lịch làng nghề là hướng đi đúng đắn, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương, đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa độc đáo của Lâm Đồng. Tuy nhiên, dù du lịch làng nghề trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã thu hút một lượng du khách đáng kể, nhưng vẫn chỉ là những nỗ lực tự phát, chưa hình thành được cách làm chuyên nghiệp. Bởi vậy, vấn đề cần có các giải pháp để du lịch làng nghề thực sự phát huy tiềm năng và hiệu quả, đóng góp ngày càng bền vững hơn cho mục tiêu phát triển du lịch cũng như phát triển kinh tế xã hội, bảo tồn các giá trị văn hóa. Trong năm 2024 thì tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, trung tâm sẽ thực hiện cái công tác quảng bá thông qua các cái kênh truyền thống, đặc biệt là đẩy mạnh cái công tác xúc tiến quảng bá du lịch trong chuyển đổi số. Để mà cái hình ảnh về cũng như là thông tin về sản phẩm du lịch được lan tỏa rộng rãi hơn đến với các cái đối tượng du khách trong và ngoài nước hơn nữa. Bên cạnh cái việc quảng bá hình ảnh đối với lại thị trường trong nước thì mở rộng quảng bá thị trường nước ngoài. Hy vọng rằng với sự nỗ lực của chính quyền và người dân, du lịch làng nghề tại Lâm Đồng sẽ ngày càng phát triển, khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta đã có thể khám phá được rất nhiều làng nghề tại Lâm Đồng, từ trồng hoa cho đến dệt thổ cẩm, đan gùi đúng không ạ? Và bản thân tôi thì cũng thấy rất là hấp dẫn, muốn một lần được trải nghiệm ở những văn hóa làng nghề độc đáo như vậy. Và tôi cũng tin rằng là bạn bè quốc tế thì cũng sẽ rất yêu thích những loại hình du lịch như thế này đúng không ạ? Vâng, đúng là như vậy. Và khi mà các địa phương biết kết hợp một cách khéo léo để phát triển du lịch làng nghề thì sẽ mang lại những cái hiệu quả kinh tế rất là cao, giúp đánh thức các tiềm năng nội tại. Và mặt khác thì chính quyền địa phương tích cực vào cuộc ủng hộ cũng sẽ là đòn bẩy để nghề truyền thống được phát triển và nâng tầm. Quý vị cũng đừng rời mắt khỏi màn hình, chúng tôi sẽ còn quay trở lại với tiểu mục Đường về nhà với sắc hoa rực rỡ trên sông Hương. Thưa quý vị, nằm trên giải đất miền Trung, Huế là thành phố di sản văn hóa thế giới, là cố đô vốn có của lịch sử và truyền thống lâu đời, mang trong mình những giá trị và bản sắc dân tộc độc đáo. Chính vì những điều này mà nơi đây thu hút lượng khách du lịch đông đảo trong và ngoài nước. Vâng, và với mục tiêu là thực hiện đề án Huế 4 mùa hoa, sau một thời gian nỗ lực triển khai cùng với sự vào cuộc của chính quyền người dân, hai bờ sông Hương cũng đã khoác lên mình diện mạo mới, những vườn hoa nở rộ bên dòng sông cũng đã tô điểm thêm vẻ đẹp và tạo điểm nhấn thú vị cho người dân và du khách.
Cuối tuần là thời điểm vườn cúc họa mi bên bờ sông Hương đón rất nhiều du khách và người dân đến tham quan. Mặc dù biết đây là loại hoa đặc trưng của Hà Nội, thời tiết ở Huế không thuận lợi, nhưng chủ vườn hoa này cũng đã cố gắng chăm sóc cho hoa nở đẹp đều. Dù thân hoa không được cao như cúc ở Hà Nội, nhưng một vườn hoa nở trắng xóa như thế này cũng đã đủ làm nức lòng người yêu cái đẹp. Thì hoa hoa mi thì cũng lâu nay là cũng đi vào bài hát hoặc là đi vào thơ ca rất là nhiều. Và những cái hoa thì rất là nhìn, cái cảnh hoa thì rất là nhẹ nhàng, dễ thương. Thì cũng rất là lâu chứ là cũng rất là thích được đến cái vườn hoa mi để chụp ảnh như thế này. Nhiều khi cũng nghe ở Hà Nội rồi nhưng mà rất là may là bữa nay ở Huế mình có. Em là một người rất là thích chụp ảnh, đặc biệt là yêu hoa. Nên thấy ở đây vườn hoa này khá là đầy màu sắc và lại cũng nhiều góc để chụp ảnh. Dải đất bên trên sông Hương, đoạn qua Văn Thành Huế có địa thế rất thơ mộng. Nếu để hoang hoặc chỉ trồng các loại rau màu thì sẽ có chút lãng phí, nên vợ chồng anh Nhật đã quyết định thuê và trồng lại các loại hoa cũng như trang trí thêm tiểu cảnh để có thể vừa làm kinh tế, vừa có thể làm đẹp cho sông Hương. Chọn được loại hoa phù hợp với thổ nhưỡng cũng rất khó, vì mặc dù là đất bên sông nhưng lại nghèo dinh dưỡng, để trồng được hoa phải mất nhiều công cải tạo đất. Sau khi thử nghiệm nhiều loại thì cúc họa mi đã được chọn cho mùa hoa năm nay. Đây cũng là cách mà anh Nhật hưởng ứng phong trào Huế bốn mùa hoa được phát động trong vài năm trở lại đây. Mình cũng công tác trong cơ quan nhà nước cho nên là cái chủ trương này thì của thành phố bốn mùa hoa của tỉnh thì trong mấy năm trước thì mình cũng hưởng ứng thì khi thành phố bốn mùa hoa mà tỉnh phát động thì giới trẻ hay những người Huế yêu Huế họ sẽ tham gia và họ tham gia là một phần để hỗ trợ cho họ tạo động lực cho mình. Để cho mình mạnh dạn mình bỏ tiền ra mình thuê mình làm. Cái mô hình này mà nếu mà có kinh tế để mà có nguồn vốn để mà làm á thì lâu dài á, tại vì thực ra làm không phải lời mà lộ, nhưng mà thì mình đã thích rồi thì mình làm. Cái này cũng tùy theo sở thích của cái người làm này. Hiện nay nắm bắt xu thế muốn chụp hình, quay video đẹp để đưa lên các nền tảng xã hội của người dân, không chỉ thành phố Huế mà nhiều vườn hoa đẹp cũng đã xuất hiện ở địa bàn các huyện thị xã lân cận. Đây cũng là một trong những cách làm hay để các chủ vườn có thu nhập tăng thêm, vừa làm đẹp cho địa phương, cũng là cách để thu hút du khách, lan tỏa hình ảnh những mùa hoa Huế đến với bạn bè khắp nơi.